Tại mình đang có mặt trong Apple Store và mình sẽ thử mua máy ở đây. Có lẽ cái điều mà cảm thấy vui nhất là gặp bác làm việc tại đây là bác ấy là người Việt Nam luôn. Hướng dẫn bán hàng cho mình rất là thích. Ở đây bác ấy đang sử dụng một cái chiếc iPhone nhưng lắp một cái thiết bị khác vào để có thể quẹt thẻ được. Và lấy cái vâng. số 7 không? Dạ vâng ạ, lấy cháu số 7. AT&T nãy nói là có gì đó? Bản 128. Bao gì? Đây ta sẽ chọn màu trực tiếp trên này. Màu gold, màu black xem. Cho cháu lấy màu black 128 ạ. Và một chiếc Apple Watch Series 1 ạ. Bác năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bác? Hả? 50 tuổi hả? Dạ. 55 rồi. 55 ấy ạ? Bác sang đây được bao lâu rồi ạ? Từ năm 79 ạ? Úi dồi ôi. Bác làm Apple Store được bao lâu rồi bác? 5-6 năm rồi, lâu lắm rồi. Và ta đang chuẩn bị chờ đợi để lấy bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus. Đây là màu black thôi, cái black thì chị không thể mua được. Và đây là chiếc Apple Watch Series 1. Có quỳ hàng luôn này. Có quỳ hàng luôn này. Là bóc em đây hôm nay luôn. Và đây là cái túi đựng, cuối cùng chúng ta đã có một cái túi đựng thay vì như vào store hôm nọ là chỉ có được xem túi thôi. Chào các bác ạ. Vâng, chào các bác, hẹn gặp bác sau. Chúng ta đang xách túi hàng đi trên đường trị giá 2.000 đô. Và với con pod này nữa chắc là sẽ hợp với lại cái iPhone mới. Chúng ta đã về đến nhà, ngoài ngón hà túi của Apple ra còn cả túi Google nữa. Hôm nay cạnh tranh bộ đôi này. Này gần em ơi. Tôi ngoài vỡ mồm. Mình sẽ bỏ con Apple Watch Series 1 trước. Màng của em ấy đã do tự tay mình bóc, không cần phải thằng nào bóc hết. Để lát được bóc màng rất là thích. Đó, kéo ra, đút vào. Ra rồi. Rồi, chúng ta sẽ có cái hộp ở bên trong nó làm dài vãi. Hướng dẫn sử dụng, ta sẽ có sợi dây sạc ở đây. Và chúng ta sẽ có dây đeo để thay thế. Mình chọn cái phiên bản là màu vàng đen, là màu bạc nâu. Lấy cái chiếc iPhone 7 bản 128GB này. Wow, nó bóc ra đây luôn. Đẹp phải, khác với cách đóng hộp ở bên Sinh mà đợt mình mua. Đây là cái máy, máy không cần nữa đi. Ta sẽ... Anh nhìn ra nhà đây sau mọi người. Ta sẽ có tai nghe, một bộ cáp. Ôi, mất cục sạc. Đây là cứ từng mua phải hàng dư. Chúng ta sẽ đến iPhone 7 Plus. Đấy, cái cách đóng hộp của bên mẽo nó rất là khác so với Sinh. Đấy, màng của nó. Bọn này là nó như cái kiểu gọi là tụt một phát là nó ra hết luôn. Còn 7 Plus vẫn là đấy. Và chiếc Apple Watch Series 1. Cái này chỉ khác Series 2 chỗ là nó không chống nước và không có GPS thôi. Còn lại cũng có vi xử lý mới, mọi tính năng lại hiện nhau. Rồi, đây là bài mở hộp trên giường đồ đồ. Có lẽ các bạn chỉ cần chờ cái màn cưới này nữa thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.